Rồi, ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh của Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mày. Và video này thì Khải đi sang bot sát thủ tiếp nha anh em ơi. Khải sửa video lại cho anh em xem. Ok, 23 giờ sang bot sát thủ. Đó. Bot sát không xem thì Khải sẽ úp cho anh em xem. Giải nhận. Ok, đứng im. Đứng im và không cần làm gì cả. Giờ buông tay chịu trói. Dạ giới nhận. Ok mẹ nó Khải đi cho Thiên nhận nhiệm vụ ạ. Ok. Cảm ơn bánh nha. Cảm ơn bánh vô này đánh nhanh lắm. Rồi. Dứt nhanh thôi. Này dứt nhanh thôi nè. Đại nha, con em ơi, con Thiên vẫn là xếp mảnh 12 thôi anh em ơi, không có gì thay đổi nha. Xếp mảnh 12. Cho người mươi trên ngựa đi, người mươi mà đánh đấm gì. Rồi, năm độc đồng môn ngưng. Rồi, Thiên hút đồ. Cánh mảnh hết rồi nha anh em ơi, Thiên khả cánh mảnh đầy đủ rồi, không thiếu gì nha. Ăn bị nhặt đồ rồi. Được gì đây? Nhận, ok, một phát cấp. Ui, lần này 500 món rồi. Đây, tiếp tục. Chắc đấy, let's go. Được gì đây anh em ơi. Một ngập bội, ba cái vũ khí. Trời ơi, à, hồi kia mà ra ba cái vũ khí mình đỡ đi. Chào mình chung họ, ok. Nghiêm. Anh em đang xem thì cho một like đi anh em ơi. Ok, ngừng. Chào mình chung. Phá thiên trì. Mình kiếm. Đài. Nón. Áo, ok. Về bói thôi anh em ơi. Bỏ thì được gì nha, đứng im lại. Ui. Dương châu tay. Hai con. Ăn lông xong. Đồ vũ khí độc sắc 15 dòng 1. Xong đi. Khuyến nó trong 20. Xong. Đồ, một cái độc sắc 35 ngõi công vái. 530 thông pháp. Ôi thông pháp 8 sức lực lần 150 vãi chưa. Đồ ở đây là ngon gơ anh em. Còn áo rồi. Xốp. Ngọc bội. Xốp luôn. Nè được này thấy chưa. Mấy món nhìn đẹp không. Ok tiếp tục. Được. À, sẽ thấy yên này. Chung là cánh full thiên sơn quá tử ước mơ thầy giáo trình cứu nhận kiếm bao tay vip nha anh em. Trình cứu nhận rồi dứt điểm kiếm một món gỡ lại coi dây chuyền nón hoặc hai món thôi được không mà còn khác không có bao tay này cố gắng kiếm cái bao tay 540 là ngon luôn nè được hai món đó được gì đây. Ôi, giá chiên 540 nè em ơi. Trời ơi, cái này mà ra cái nhẫn là có tiền rồi. Đậu xanh, giá chiên nè em ơi. Tiếc quá. Thông pháp 5. Phê kim mạnh quá, ra chết mà, tốt gì nói. Ôi, có nhẫn nha.
Có nhận nha. Mong rằng cái nhận sẽ có 540 nha. Ok, đây. Giờ giải nhân này chắc 10 giờ 53 qua phường Tường. Có nhận. Mình bắt đầu bỏ đường ta. Ôi, mình lắc rồi. À, cái gia truyền của ông cơ nè. Vũ khí. Nó. Đồ của nhắn không có gì luôn. Đúng một dòng một. Tiếc nha. Cũng là cũng một dòng map. Ok, lên tiếp. À, xong lần bài, xong boss sát thủ thì còn khoảng mười mấy lần bài boss xúc luôn nha anh em ơi. Mười mấy lần bài boss nữa. Xúc luôn trong đêm này. Sivu. Tăng chỉ ổn, ok. Nhổ hồng mộc. Tay thì bóng. Chốt cái bóng, trời ơi, 5 dòng không có gì luôn. Ok. Go. 5 dòng đẹp mà không có dòng gì nha. Bóng này nè, thấy không? Đẹp gơ mà không có cái gì hết. Nhận. Hắn lôi dòng 2. Dòng 2. Rồi, rạc thôi. Uống những cái dòng này chiến lên cái đai lưng là đẹp mà nè. Độc sắp 3 mai 500. Giờ sang tiếp 8 con nữa là 16 con. Tối nào cũng 16 con à, tối nào cũng 16 con. Trước 11 giờ và sau 11 giờ. Trước 11 giờ 8 con và sau 11 giờ 8 con. Cộng nước lên kim của bọn. Tiếp tục. Có được gì đây? Đồ, một cái bóng độc sát khăn lôi. Một vũ khí khăn lôi dòng 1. Nó khăn lôi 19. Đồ, đồ khá đẹp. Không có tóc đánh anh em. Rồi, đã ai ăn rồi. Chưa cái gì ngon hết á, thông anh này. Hello này mới vô nha. Hello mọi người. Hồi Vĩnh Thành hợp mập. Từ từ phụ về bán cái đồ này đã. Ở chấp bà ơi, nhà mời. Chết chết chết. Ôi. Đậu xanh nhưng chạy gì hết rồi. Quên nãy quên bán mấy cái đồ này nè. Đậu xanh. Rồi, lâm độ. Đêm nay làm luôn nhanh nóng mà. Đang định con chiến xong mới làm anh em. Nhẫn mộc, nhẫn mộc nha, có một nhẫn mộc nha.
Thiên nhẫn mặc trang áo này, nón mít này, nón này cùi, áo cùi. Ok, rút. Còn nhẫn ơi, khăn lôi 5. Sốp sốp. Cứ đang mọc kiếm cái nhẫn may mắn 4 rồi. Chưa gì ngon hết em ơi. À xem gì vậy? Cái kiếm Khải ở đỡ ở video vừa rồi Khải hồi chưa Khải úp á anh em. Anh em xem lại trên kênh Khải này nè. Tại bây giờ đang mở rương không được. Cái kiếm hồi chưa Khải úp á. Đồ áo. Mọc áo không ăn thua rồi. Rồi. Người bán đồ à? Dòng thế này nó quốc. Nó này ra. À thế giới quốc còn chết rồi. Lên nhận đồ. Lên nhận đồ. Đai lưng ngập bội. Ok ở đồng này là mình dứt hết rồi đấy, 4 con mình dứt hết rồi đấy. Còn hình như là con thủy yên xong luôn rồi. Rồi đi sang bán bot tiểu nha. Quên đi sang bán lệnh bài bot nè em ơi. Hết rồi, Khải hết 8 con rồi. Nhanh thôi, đánh thì nhanh thôi. Đai lưng nè, nón đồ đại lưng làm chậm 30, đụng cái này 40 có vài kim rồi anh em. Đồ ngọc hội làm chậm 20. Ôi vãi nhỏ, chậm 20 này cùi quá. Ok shop thì ăn rảnh sang làm bài 30 phút được đúng không? Chứ Nam Động thì như Nam Động nó không có đam, Nam Động đánh lâu lắm. Rồi, cứ game lại mày chơi đi con trai. Mày chơi đi mấy con trai. Từ về mang mang cái nhẫn may mắn vào. Nhẫn nè. Ngọc bội này, lỡ đâu nó kết thúc được nè. Cánh lùng thiền sờn quá tử. Hoặc cũng mời thầy giáo của mình thì yên rồi. Ở trong đó làm tiền. Rồi, let's go. Kim. Ok. Cánh quá tử. Rồi, dứt. Hôm nay đợi Thiên kết thúc nha em ơi. Thiên đang mang xếp bắn 12 nha. Đấy. Rồi, đợi Thiên kết thúc rồi ra làm tiền thôi. Đồ mọc chết trước. Rồi Hưng Nam. Ok. Khi nào rớt tóc sát thương của anh em đâu hồi giờ chưa được cái nào mà tóc sát thương luôn anh em. Anh em có thấy Khải nhỏ
chưa lần nào rớt được gọi là tóc sát thương luôn. Dây chuyền, dây chuyền, nón áo. Rồi tiếp tục để gì à, bói bán đồ đó. Chỗ dây chuyền không có gì luôn. Nón sinh lực lực ít quá. Ai, tổng shop này. Thấy họ no. À, đánh hai con đỡ ghiền nè mà. 24 phải rồi, 24 6 8 10 12 con, phải có 12 con mới là con đặc biệt. Con đặc biệt này là con new. Có đường môn vào đánh nhanh không anh em ơi? Quá nhanh luôn. Thủy, trời, thủy mà áo. Thủy mà áo không ăn thua rồi. Là quấn chết con này luôn đi. Áo với đai lưng. Trời ơi, con họ đúng một áo anh em. Đồ cùi vái. Kim. Dạ. Trời ơi, nhìn cái này không ăn thua rồi. Chưa Long Huy ơi. Chỉ bán được bán đồ xe xe thôi, đồ bình thường thôi. Hai ngày đánh hôm qua 20 mấy con. Áo cùi quá. Rồi, đai dòng 1, được, đai dòng 1 này có tiền. Đai dòng 1 có tiền. Được một đai chón dòng 1 là có tiền nè. Rồi, đợi bot rớt. Hồi giờ chưa được cái nào tóc sát thương luôn em ơi. Đợi cho tự đánh này, không phụ nữa. Không phụ nữa nè em ơi. Phụ đó nãy nhiều rồi. Rồi vũ khí ơi, tầm 3 cây vũ khí là thấy có tiền liền em. 3-4 cây vũ khí coi. Con kim này mà ra 3-4 cây vũ khí chắc chắn sẽ có tiền. Vũ khí ơi. Không biết vũ khí gì mà cứ 3-4 cây vũ khí là được. Hồi kim chỉ mong ra vũ khí thôi. Thật giá truyền khác, giá truyền là khác cả. Trời ơi, không có gì luôn em ơi. Đồ không ăn thua rồi. À có một cái kiếm, à, không phải. Vậy. Rồi, thả tiếp. Ủa chết rồi, đứng như nào vậy? Chết rồi. Thủy. Thủy số. Bán đồ. Đúng rồi, tại vì có nhiều người sang tóc và sát thương mà khá chưa ra được cái nào. Shop. Thổi với Thủy. Thủy à. Thủy à. Nhiệt độ từ chợ luôn. Nhiệt
đồ rồi. Một cái vũ khí thủy nè. Thổ à, từ từ tính. Đậu xanh. Thổ nó chết được gì lại từ, nó chưa chết. Thủy đánh lâu lắm. Hay như cái bán sốc đồ này đã. Ông thuộc lúc bật được lúc không anh em ơi. Ôi không có gì. Còn ba đôi giả tẩu thôi. Ra cây 30 sát thương 4x, sát thương 8x. Ôi cái đó phải mười mấy củ á, biết đâu nè. Ít nhất phải 7-8 triệu. Cây tóc 30 sát thương 40 mà sát thương 80% điểm nữa, khác gì cây tím đâu nè. Cái đó thì đánh khỏi còn mua cây tím luôn. Ừ, sang đến 12 giờ rồi đẹp. Hương Nam. Ui, cái bóng gì đây. Trời. Ngọc bội. Ơi, rắc. Thủy. Ý là bật bán đồ tại chỗ. Rồi cái đó phải hơn 10 củ luôn, đừng nói 10 củ. Sang bữa nay 12 giờ Khải tiếp tục đi sang boss sát thủ tiếp nè mọi người. Qua 12 giờ thì Khải tiếp tục sang 8 con boss sát thủ tối tiếp. Là có mua cũng vậy, mua cũng đỡ ngày mai đánh, đâu đánh được bao giờ đâu. Nói chung là mỗi lần 23 giờ thì Khải sẽ săn 8 boss sát thủ trước 11 giờ và khoảng 15-20 con boss sát thủ. Và qua 12 giờ Khải sẽ săn tiếp là 8 con boss sát thủ nữa. Là vị trí là một ngày Khải sẽ săn, mỗi lần lại chim Khải sẽ săn cho anh em là 16 con boss sát thủ. Và đi kèm với khoảng 15-20 lệnh bài boss săn cho vui. Đó. Ok Thủy nha, Thủy mới có gia truyền nè. Ôi ngập bỏ gia truyền. Để tiếp tục. Mộc. Chung là tối nào cũng giỏi thôi. Bói này. Ôi giày ngon, giày ngon, giày ngon. Giày này bán cho anh ban chủ ngon luôn này. Giày có tiền nha. Video này Khải sẽ làm cho anh em xem giày này có tiền nha. Đúng rồi, Tài Xe Lưu đang cần đôi giày anh em ơi. Anh Tài Xe Lưu đang mang đôi giày cái 30 thôi. Giày có tiền. Đôi giày anh có 30 thôi mà. Ta sẽ luôn có tiền, giày ngon mà, giày này có tiền em ơi. Giày này ít nhất phải 5 đến 6-7 kim. Giày này có tiền. Anh em mình có thể chịch nhau không? Anh cần gì em đều có. Ôi đủ xanh một cái áo thôi nè mày. Vậy ngon. Dùng một nữa trời quá đẹp. Dùng một nhiều người cần nè. Này cháu muốn mua dòng 1 cũng có tiền này, hai món này. Đó. Hàng độc. Cương dương bách.
Hàng gì nãy thải bót không được. Vãi rồi. Nhỏ vãi. Chín nhưng mà hai, ok. Máy shop được bán hả? Mà Khải mới gom tiền hồi sáng rồi. Khải gom hồi sáng được mớ tiền rồi. Kim. Độ khi nào? Giờ mua quá tử quá. Sợ nó hết quá tử sẵn tay anh em. Quá tử sẵn tay. Vừa nãy em đợi khá là lâu á. Đâu phải bị lừa đâu. Auto nó cắt vô rương anh em. Giao dịch xong auto nó cắt vô rương liền anh em. Auto Khải nó bén lắm. Auto Khải nó bén lắm anh em. Mà thổi xuống đây. Trời ơi, thổi đúng rồi. Trời, thổi đứng vô. Đúng rồi, auto cắt lương nhanh lắm. Anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ chơi nha anh em. Tại qua 12 giờ Khải sẽ tiếp tục sang boss tiếp. Sẽ có 8 con boss, sẽ có sang 8 con boss nữa. Sang 8 con boss ở đạt đường môn. Hay Thứ Yên cũng được, anh em thích đạt nào sang cái đó thôi. Sang đạt Thứ Yên đi. Lâm đồ. Thổi chết này. Cái đó thì xài phá hành. Đài đó, đài với nhẫn xài phá hành. Giỏ đan. Thủy đục hai con này là cái nón rồi. Thổ, bạn này cũng rác thôi. Thổ. Kim ơi, vũ khí ơi, vũ khí ơi. Vũ khí, vũ khí. Kim chỉ mong ra cái vũ khí là đẹp nè. Vũ khí, vũ khí. Ồ, có cái vũ khí nha. Có hai cây vũ khí nha. À, ba cây vũ khí. Rồi, nghe ngon, 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 ngon. Về nhà, về nhà. Về nhà, về nhà, về nhà, về nhà. Về nhà bối ngay. Không đỡ để trứng. À đâu, mới nhìn cái ca trong đau như con quần, như quần què vậy. Không đỡ để trứng anh em. Ba ca vũ khí kim nha. Mấy cái này shop này, nón shop này, 22 40 shop này. Nón này shop này. Áo kim shop này. Nón kim. Đồ, nón kim này kháng cao nhưng mà sức lực thấp quá. Shop. Ôi, ba cái vũ khí thất bại này mà. Tiếng hoa cuốn hôn. Ồ, nãy tính ra mười mấy con mà chưa được cái gì, chỉ được đôi giày với đai lưng cũng được. Ôi, không có dây chuyền nè mọi người. Hỏi mà không có dây chuyền, thổ mà không có dây chuyền. Ok, thả con cuối. Thả con này không biết ở đây nó có đánh được hay không đây. Khai thả thử coi. Một đại như này mới thả một đại nha. Thôi xong, đậu xanh, được.
Sao hắn đánh ta? Bọn này mạnh lên em ơi. À bọn này nó chạy lung tung rồi, khó rồi, khó rồi. Sao không đánh ta? Ôi con này sao auto đồ mà nhanh chết vậy? Giác yếu vậy nồi vậy. Này auto đồ nha. Ồ, oh, lầm. Lầm. Đó, ok. Trời con này mãng đồ luôn. Rồi hết rồi, ok rút con em ơi. Rút, con bất đại này một mã đồ luôn. Rút, rồi bói thì được gì đây. Rồi, 12 giờ luôn. Lấy tiền không? Nhẫn này, biết có lấy tiền không? Thổ này. Thủy nè. 10-40, trời ơi nó. Tây trả được gì? Sinh khí. Rồi, xong. Ừ, nón sâu dòng. Xong. Ôi. Mít, con đại nó không trả được gì nè mày. Đại nó mít hoàn toàn.